Xin chào mọi người, lại là mình đây Nếu như ai chưa đăng ký kênh thì hãy bấm chuông đăng ký cũng như cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh nhé à, Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người một dự án rất là mới, hoàn toàn mới Và dự án này khá là tiềm năng Nó có cái nền tảng uh, Bitcoin cũng như Binance Coin này, Ethereum, uh, USDT này à, Mọi người có nhớ dự án CHNG không ạ? À, dự án trước đây chúng ta làm miễn phí, những anh em nào mà làm đợi, từ ngày đầu thì chắc cũng kiếm được khá đồng CHNG đúng không ạ thì một dự án này nó chạy trên nền tảng Solala nền tảng, mạng Solala một dự án khá là tiềm năng thì để tham gia cái dự án này thì mọi người sẽ có cơ hội nhận được 500 đồng Sona nhé đấy và mỗi ngày mọi người vào cờ lam sẽ nhận được cứ mỗi ngày vào là mọi người sẽ nhận được 5 đồng Sona nhé Nhưng trước tiên để tham gia được cái dự án này mọi người cần đăng ký một tài khoản. Này. Sau đấy mọi người cần phải KYC nhé, xác minh danh tính nhá OK chưa? Dạ. Dự án này không nên mọi người không nên bỏ lỡ nhé. Những cái dự án này nó sẽ lâu dài, thường thường nó sẽ lại lâu dài một vài tháng thì nó mới cho mọi người có thể rút tiền hoặc bán lên sàn nhé. OK chưa? Dạ. OK để tham gia dự án này mọi người sẽ vào link phần mô tả. Sau đấy mọi người sẽ bấm phần đăng ký cho mình nhé. <laughs> mình sẽ để link đăng ký ở phần mô tả cho mọi người luôn. Đây là mình vào đây. Đây là mình đã đăng ký nhá. Bây giờ mình sẽ thoát ra này. Mình thoát ra thoát, thoát ra rồi vào lại đăng thử đăng mọi người đăng ký nha. Đầu. Không biết đăng ký chỗ nào. Ok, okay. Đợi mình một lát mọi người nhá. Ok, sau khi mọi mọi người vào giao diện như thế này nhá. Mọi người sẽ bấm đăng ký cho mình một tài khoản Sona này. Đầu tiên mọi người sẽ nhập username mọi người này. Nếu như mọi người thích nhập username như thế nào mọi người nhập nhá. Đấy. Còn đây là mật khẩu này mọi người nhập mật khẩu thế nào tùy mọi người nhé đấy tiếp theo là full name là tức là tên của mọi người đấy tên như trong chứng minh nhân dân mọi người nhé rồi địa chỉ email mọi người này đấy sau đấy mọi người sẽ nhập số điện thoại của mọi người này và nhập quốc gia của mọi người nhé mình ở Việt Nam thì mình nhập Việt Nam đúng không rồi tiếp tục khi mọi người nhập đầy nhập đầy đủ thông tin rồi, mọi người sẽ bấm sinh úp cho mình nhé. Đấy. Sinh úp rồi khi mọi người bấm sinh úp rồi thì mình sẽ bấm, nó sẽ có giao diện là đăng nhập cho mọi người thế này. Đấy. Sau khi đăng ký xong thì nó sẽ giao diện đăng nhập thế này, thì mọi người sẽ nhập địa chỉ email cũng như là uh, tên mật khẩu của mọi người vào nhé. Ok. Đấy. Sau khi đăng nhập là mọi người phải, bấm, mọi người sẽ bấm, bấm lưu lưu lại để sau này khi mọi người đăng nhập vào nó không mọi người không cần nhập lại mật khẩu hoặc là mật lại. Uh, Ờ, Tại đây tài khoản nhé Để nhận được 500 cái đồng solar này Thì mọi người cần phải hoàn thành các bước KYC như sau Đầu tiên mọi người sẽ nhập tên này Tên như trong chứng minh dân mọi người nhé Đấy Địa chỉ này đấy Còn với là à, Đây là địa chỉ này Đây là nơi sống của mình ở Việt Nam hay Ở đâu này Đấy Ok Tiếp theo là mọi người sẽ úp ảnh cho mình Úp ảnh chứng minh dân mặt trước mặt sau Hoặc hộ chiếu mặt trước mặt sau cho mình nhé Mọi người sẽ chọn ảnh này Ok, tiếp theo là ảnh selfie mọi người cần chụp một cái ảnh và một cái chứng minh dân hoặc mặt trước mặt sau hoặc là hộ chiếu mặt trước mặt sau của mọi người kèm theo là một chữ Sona và ngày KIC nhé mọi người sau đấy mọi người bấm gửi lên cho nó Ok, mình thì mình sẽ KIC bằng hộ chiếu nhé mọi người đấy sau khi mọi người đã chụp hai ảnh này rồi thì mọi người bắt đầu mọi người sẽ bấm vào submit cho mình Ok thì nó đã bảo là cây C nó sẽ chờ nhé mọi người đấy nó sẽ mình mình phải chờ nó cái C nhá đấy mình đã gửi xong rồi đúng không ạ mình phải chờ nhá cây okay, chờ khi mọi người cây C xong thì nó sẽ có uh, climb, có cái nút cờ mỗi ngày nhé mọi người đây đặt bò này đây nếu như mọi người cây C xong thì uh, sau uh, cứ uh, mọi người sẽ nhận được là 500 đồng sona sona này và mọi người có thể đi giới thiệu bạn bè để người th người thân để kiếm thêm mấy tóc cần này nhá và sau khi sau khi cài xe xong thành công thì mỗi ngày mọi người vào đây bấm còn làm một một lần này mọi người sẽ nhận được 5 token Sona này nhá đây là một dự án rất tiềm năng nên mọi người không nên bỏ lỡ nhá dự án này khá là ok đây này nó có cả quy đổi cho tiền Việt Nam tiền, tiền USD đó mọi người thấy không còn 17 ngày nữa sự kiện này sẽ hết đấy nên mọi người hãy tranh thủ làm nhá đây là mọi người nó bảo là mọi người có thể um, bật mà, à, Google Authent này để bảo vệ tài khoản cho mình này đấy, đây khá là nhiều người đăng ký rồi đúng không Ok vừa rồi mình đã hướng dẫn mọi người dự án nhận token Sona à, Mọi người có đăng ký tài khoản mới KIC mọi người sẽ nhận được 5 token Sona một dự án rất tiềm năng Giá trị của con này nó sẽ là um, Giống như là cái con đồng N-Gói nên mọi người yên tâm nhé Mà cái mạng này là mạng Solala nên Rất là uy tín nhé mọi người Ok tạm biệt mọi người hẹn mọi người dự án tiếp theo Nhớ like và subscribe kênh YouTube cập nhật những video mới nhất mà mình chia sẻ kênh kênh nhé Tạm biệt mọi người